bạn. Cây này là cây hạnh phúc. Ngày hạnh phúc mình mua bên Yến Nhi, hoa sứ Yến Nhi. Đó. Mưa quá mưa nè, còn ướt nữa. Sáng mưa tiếp, mưa hoài ấy luôn à. Nó cùi vậy đó các bạn, nhìn nó cùi hối quá. Cái củ nó cứng ngắc à, mà nó không phát thôi. Cái này hôm trước mình ghép treo á, chắc nó dính luôn á. Đây mình cắt cái thử, cắt nè. Ô dính rồi, ý dính kìa, lâu dữ lắm. Ghép cả năm ý. Nó hơi dính thôi chứ nó không dính lắm nè. Ô dính luôn, cắt luôn. Ô dính nè. Nhưng mình không đẹp. Trời ơi, bó nhỏ te tu nha luôn. Nhìn cắt cái đọt ra thôi. Cắt ngắn đi. Cái này lúc mới chơi rồi suy nghĩ sao làm vậy, tại thấy ông kia ghép mai á mà bắt chước làm theo đó. Được cái đọt luôn không, mà nhìn nó kỳ kỳ đúng không. Đúng là ban đầu ta chỉ cần cắt mắt ta dán lên đầu là được rồi, chơi chi này cho nó khổ khổ đỡ. Nó cũng dính nè, nhưng mà không biết làm sao cho nó dính tiếp chứ. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì đó băng lại. Mình thấy dụng này là hợp lý nhất. Cái này gọi là keo lụa, keo lụa bóng nước á. Quấn đẹp luôn. Rồi đã vài bữa nó héo là nó chưa dính. Ê, bỏ nó qua một bên đi, cài nó dính không dính cài nó chút, có gì gớt ghép lại. Nhưng mà ít nhiều mình thử nghiệm là mình ghép cho treo. Hôm trước ghép treo kiểu đó ai cũng chửi. Nghe nói xứ ai ai mà ghép kiểu đó, nhưng mà tại mình không biết mình làm thôi. Nếu như mà thôi bỏ